Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn về là cái chủ đề kiến thức về cây chanh nha mọi người. Đặc biệt là về cây chanh không hạt và cách chiết cành như thế nào. Thì thường thường các bạn trồng giống á, các bạn phải ra tiệm trại giống cây á, thì các bạn mua về các bạn trồng. Thì các bạn không biết cái quy trình mà nó chiết nhánh như thế nào mà để trồng á. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn nha. Thì một cây chanh á, nó trên một năm á, là cái gốc nó có gốc như thế này mọi người. Thì các bạn cũng đã có thể là chiết rồi đó. Thì cây chanh của mình ở đây là nó là một năm rưỡi gần 2 năm nha mọi người. Và mình đã thu hoạch trái rồi và mình đã chiết giống ra, chiết nhánh ra để mình bán cho lại cho những cái trái cây á. Ở đây, đây mình chiết nhánh ra mọi người. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Một cây như vậy là mình có thể chiết được 4 tới 5 nhánh nha. Và đặc biệt là chiết ở trong cái mùa khô nha mọi người. Mình không có chiết ở trong cái mùa mưa, tại vì chiết không mùa mưa là mưa nó rơi vào á, thì nó sẽ là hư cái bọc của mình. Ở đây mình quay cho các bạn là đám chanh không hạt của mình mọi người. Thì cái quy trình nó chiết nhánh như thế nào á, thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Thì chúng ta chỉ cần khứa những cái nhánh này ra và bọc một cục đất xơ dừa vô. Ở đây mình bầu bằng xơ dừa nha mọi người. Nè, rất là dễ luôn. Một bọc rất là ngắn, nó như thế này nè. Sau khi các bạn bầu khoảng là 2 tháng á, tháng rưỡi 2 tháng là nó đã có rễ rồi, các bạn cắt cái khúc này ra. Bạn cắt cái khúc này ra cho mình, rồi các bạn bỏ vô một cái bọc đen á, cái bọc chịu được bọc đen. Rồi các bạn nhét xơ dừa đại vô. Đó, các bạn nhét xơ dừa nhiều vô và các bạn ngâm nước nha và để trong bóng râm nha. Thì nếu mà các bạn kỹ nữa thì các bạn mua thuốc kích thích á, các bạn xịt lên là ra rễ cực kỳ. Ở đây nhà mình là tự nhân giống luôn mọi người. Cái chanh thì nhân giống tự trồng luôn á. Ở đây hôm nay mình nhân giống mình bán, thì mình bán cho cái trại cây đó đó là 12.000, và từ trại cây á nó bán cho các bạn là 20.000 một nhánh nha mọi người. Đấy, thì hiện tại ở đây là mùa khô mọi người đó, mọi người xem ha, các bạn tránh bầu vào cái mùa mưa nha mọi người. Nè, đất rất là khô hạn luôn mọi người, không có nước luôn á. Thì xịt nước nó mình chỉ tưới cây thôi, còn nó là để cho nó dày, nó có độ ẩm á mọi người. Nè, quay mọi người xem nè, rất là độ ẩm luôn ha. Còn cây gốc á là mình phải ba cái gốc rạ như thế này nè, mình đậy lại cho nó giảm nhiệt, rồi mình tưới nước nó cũng có nhiệt nữa. Mình không cần dùng rơm, rơm tốn tiền mọi người. Thì bạn nào có tiền thì cứ dùng rơm nha mọi người. Đó, và hầu như là cây nào mình cũng có bầu mọi người. Mình lựa những cái nhánh mà mình không cần thiết. Ví dụ như mấy nhánh này đi, là mình tỉa dục. Thay vì mình tỉa dục thì mình cứ chiết nhánh ra mình bán. Mọi người, mình mới bầu được mấy bữa mọi người. Và hôm nay mình quay video chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn. Đó, mình nhìn từ từ xa nè, mình phóng to lên các bạn xem ha. Đó, rất là nhiều cái vườn chanh của mình là đã bầu á mọi người. Thì lúc này là mùa hạn hán nên chanh mình nhìn nó hơi khô một xíu. Nhưng mà mình cũng tưới, là ba bữa mình tưới một lần, tại vì mình không có nước á. Để mình quay cho các bạn cận cảnh cùng quay các bạn cùng xem nha. Đó, thì video ngày hôm nay thì mình muốn chỉ muốn chia sẻ cho các bạn là cái cách mà chiết nhánh ra thôi nha. Thì cây là khoảng năm rưỡi cho lên là các bạn chiết nó ngon lành luôn, cây nó không có xì. Thì mà nó lại tược nó lên cao nữa, tại vì á cái cây chanh á mà nó lên cao thì các bạn phải tỉa. Thay vì các bạn tỉa mà các bạn chiết nhánh đi thì nó rất là ok. Nó cây chanh của bạn phát triển mà bạn lại có thêm thu nhập. Đó, thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn vậy thôi nha. Và các bạn nào mà cần tư vấn về cái kỹ thuật trồng chanh á thì cứ liên hệ với mình ha, cứ comment bên dưới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái một số kỹ thuật nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Nếu thấy video hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào.